Sáng ngày 29 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân cả nước về nhiều vấn đề mà người dân đang quan tâm. Mở đầu cuộc đối thoại, nông dân Nguyễn Văn Thanh đến từ xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đặt câu hỏi: "Thời gian qua giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng cao, hầu hết các mặt hàng tăng rất cao so với trước dịch Covid-19, khiến nhiều nông dân chịu thua lỗ." nhiều người phải treo ao treo chuồng. Thủ tướng có chính sách biện pháp gì để bình ổn giá vật tư đầu vào tiếp sức hỗ trợ nông dân? Ông Thanh hỏi. Được Thủ tướng chỉ định trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết. Đầu vào sản xuất phân bón tăng cao, các doanh nghiệp cần ngồi lại để chia sẻ khó khăn với người nông dân. Có thể đề xuất điều chỉnh thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế để giá phân bón thức ăn chăn nuôi giảm xuống, Bổ sung câu chuyện về giá, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang cho rằng phân bón và thức ăn chăn nuôi chiếm 50% chi phí đầu vào, nên tiết giảm chi phí phải là mệnh lệnh để làm chủ được về giá. Về vấn đề này, Thủ tướng cho biết, vừa qua chính phủ đã có chương trình phục hồi kinh tế, trình nhiều chính sách về lãi suất, tiền tệ, giảm thuế và phí, đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông, giảm giá thành logistics. Thủ tướng đề nghị chủ động vùng nguyên liệu để giảm phụ thuộc đầu vào, có chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, xây dựng thương hiệu cho nông sản để nâng giá trị. Nông dân Lê Quang Thắng, Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ có giải pháp gì để chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ để nông dân kịp thời phục hồi sản xuất sau đại dịch, nhất là giải pháp cụ thể để nông dân thực sự được vay vốn mà không cần phải thế chấp tài sản. Giải đáp câu hỏi này, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây là chủ trương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian xảy ra dịch cũng như đến thời điểm này, theo đó 2 triệu tỷ đồng đã được hưởng từ chính sách này, gần 700.000 tỷ đồng đã được thực hiện cơ cấu, hoãn giảm những khoản nợ đến thời hạn phải trả hơn 40.000 tỷ đồng bằng nguồn lực của Ngân hàng Thương mại đã hỗ trợ giảm giãn hoãn các khoản lãi cho doanh nghiệp nói chung, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Về việc vay không cần tài sản thế chấp, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước thông tin, các tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản. Các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm cung ứng vốn, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên phải tạo điều kiện thuận lợi. Ngân hàng nhà nước sẽ giao ngân hàng nhà nước tại tỉnh Quảng Ninh làm việc với ông Lê Quang Thắng, xem xét đề xuất chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng cần khẳng định, cho vay và thu nợ là nguyên tắc tín dụng để đảm bảo thu nợ, ông Đào Minh Tú nói. Thủ tướng bổ sung, về mặt chính sách hỗ trợ thì đã rõ, nhưng thực tế thì tiếp cận vốn của bà con vẫn còn khó khăn, kể cả tính chấp lẫn thế chấp đề nghị chính quyền địa phương phải hỗ trợ xác minh vay tính chấp, bởi ngân hàng cho vay cũng phải đảm bảo an toàn, thu lại được vốn. Thủ tướng cũng yêu cầu xóa nợ tín dụng đen ở nông thôn. Còn nông dân trồng 100 hecta trái cây Trần Như Kiên đến từ huyện Yên Châu, Sơn La nêu câu hỏi. Chính phủ có giải pháp gì khi trái cây và nông sản xuất sang Trung Quốc hiện nay khó khăn? Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng cho biết, Chuyển dịch từ xuất tiểu ngạch sang chính ngạch là tất yếu, không thể thay đổi. Nhờ xuất chính ngạch gần đây đã có nhiều doanh nghiệp ký được hợp đồng xuất nông sản vào sâu tận Bắc Kinh, Trung Quốc. Còn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, để hàng Việt Nam vào sâu vào thị trường Trung Quốc thì các địa phương phải có chiến lược rõ ràng về quy hoạch vùng trồng, vùng nuôi và hướng dẫn quy trình canh tác chăn nuôi đảm bảo chất lượng. Thủ tướng cũng cho biết thị trường Trung Quốc không còn dễ tính, các quy định ngày càng chặt chẽ liên quan an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương phải hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu chính ngạch. Đáng chú ý, nông dân Hoàng Đình Quê ở thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã đề cập tình trạng giá đất đai tại nhiều nơi tăng nóng. Nhiều bà con nông dân cũng buôn bán đất nông nghiệp, dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho sản xuất nông nghiệp. Chính phủ có giải pháp gì để kiểm soát giá đất, giám sát việc buôn bán, chuyển nhượng đất đai đúng với quy định của pháp luật? Ông Quê hỏi. Đại diện Bộ Công an cho biết trong thời gian qua tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp diễn biến phức tạp, gây ra đầu cơ bong bóng về bất động sản do giá đất bị đẩy lên cao. Bộ Công an đề nghị người dân tránh mắc bẫy các chiêu thức kinh doanh bất động sản theo kiểu đa cấp, không để bị lợi dụng. Nói về giải pháp trước tình trạng sốt đất, Thủ tướng cho biết sẽ tổ chức hội nghị về phát triển thị trường đất đai lành mạnh hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, cần xử lý nghiêm khắc tình trạng lợi dụng tiêu cực tham nhũng trong đất đai. Thank <laughs> you.